Ok, xin chào tất cả quý anh chị các bạn. Rất vui được gặp quý anh chị các bạn trong video này nhé. Thì hôm nay là thứ sáu ngày 22 tháng 10, cũng là cuối tuần rồi. Chúng ta sẽ đi view cái tổng quan nhất cho thị trường và nhìn chung những cái xu hướng tương lai tiếp theo, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi soi qua nhiều thông tin hơn một chút các bạn nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi nhận định qua cái phiên giao dịch của ngày hôm nay, đúng không ạ? Phiên hôm nay thì nói chung là thực sự là cũng khá là êm ả. Từ cái phiên hôm qua thì giảm rất là sâu và chúng ta thấy là hôm nay thì trên chỉ số VN Index của chúng ta có sự phục hồi rất là đẹp, đúng không ạ? Đến cuối phiên thì chỉ số VN Index của chúng ta tăng 4,47 điểm. Tuy nhiên thì trên rổ VN30 thì không có sự thay đổi, đâu đó đến cuối phiên còn giảm 0,5 điểm, đúng không ạ? Thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta thấy là nhóm trụ lớn thì có sự phục hồi rồi, nhưng mà đến cuối phiên thì hầu như là đến cuối phiên thì cái áp lực bán vẫn xảy ra trên cổ phiếu nhóm trụ, những cái nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, đúng không ạ? Vẫn tiếp tục xảy ra cái tình trạng đó gọi là nhà đầu tư bán ở nhóm cổ phiếu đấy. Thì dòng tiền nói chung hiện tại thì chúng ta vẫn thấy rõ là dòng tiền vẫn ở nhóm vừa và nhỏ, và dòng tiền giao dịch của ngày hôm nay đây thấy là blue chip đâu đó chỉ tăng có 0,3% thôi, còn mid cap và small cap thì hai cái nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thì tăng đến tận từ 0,8 đến 0,9%. Thì đây là một cái trạng thái mà chúng ta thấy là dòng tiền vẫn rõ ràng vẫn nằm ở hai nhóm vừa và nhỏ, dòng tiền vẫn chưa quay trở lại cái nhóm lớn, đúng không ạ? Thì đây là cái dấu hiệu mà chúng ta thấy là kìm hãm cái sự chỉ số của chúng ta tăng tại cái thời điểm này. Một cái nữa, VN Index của chúng ta phục hồi đẹp, đúng không ạ? Có sự phục hồi hơn so với phiên hôm trước, đúng không ạ? Hôm nay có sự nâng đỡ nhiều bởi hai nhóm vừa và nhỏ, nhưng mà nhóm lớn của chúng ta thì nhóm blue chip của chúng ta và những cổ phiếu có vốn hóa lớn thì bạn thấy là không thể tăng được, và đến cuối phiên thậm chí là đỏ. Và chúng ta cứ cho là quay trở lại phiên hôm trước một chút đi, nhưng mà thực sự mà nói thì nhìn chỉ số VN30 của ta hơi khó tăng, đúng không? Hơi khó tăng. Nếu các bạn nhìn về cái sự tác động liên quan đến chỉ số của chúng ta thì nhóm lớn cũng có sự phục hồi rồi, ví dụ như là VIX hay là Vinamilk, đúng không ạ? NVL thì đây là những cổ phiếu có vốn hóa cực kỳ là lớn thì vẫn có sự phục hồi rất là đẹp và nâng đỡ thị trường, nhưng mà hai ba cổ phiếu có vốn hóa cũng khá là lớn, ví dụ như HPG hay là Techcombank thì hôm qua có sự nâng đỡ nhưng mà hôm nay thì lại có sự giảm. Có một cái khá là tích cực tại cái thời điểm này là dòng tiền của khối ngoại thì đã có dấu hiệu là rút giảm, các bạn, rút giảm rồi cái thị trường của chúng ta bán sâu nhất là 20 tháng 10 và hôm qua cũng giảm và hôm nay cũng giảm, đến cuối phiên khối ngoại bán ròng hơn 200 tỷ thôi, 210 tỷ. Chúng ta thấy có một cái dấu hiệu ở đây là trong cái phiên hôm nay thì giảm bán ròng rất là nhiều cổ phiếu HPG, đúng không ạ? HPG đến cuối phiên giảm có hơn 34 tỷ thôi, bán ròng hơn 34 tỷ. Và tập trung mua khá là nhiều, ví dụ như là Vinamilk này, Vinhome này, VDR hoặc là SSI. Thì đây là ví dụ như là Vinhome mà là Vinamilk thì đây là một trong những trụ mà gọi là khá là vững rồi. Và hôm nay thì được dòng tiền của khối ngoại đỡ vào khá là nhiều hai cổ phiếu này. Nhóm tự doanh thì không cần nói rồi, cái video của ngày hôm qua thì mình cũng đã nói chia sẻ với các bạn là thực sự mà nói thì cái phiên giao dịch của ngày hôm qua giảm là có chủ đích các bạn nhé. Chính vì thế mà các bạn thấy là tự doanh để bán diện rộng như này và toàn là để bán những cổ phiếu có vốn hóa lớn, đúng không ạ? Giảm vì cái gì hoặc là giảm do mục đích cái gì thì cái đấy mình sẽ không nói sâu các bạn nhé. Tiếp nữa thì ta sẽ nhìn về dòng tiền chung của toàn bộ thị trường, đúng không ạ? Đây là dòng tiền chung của toàn bộ thị trường. Cái video của ngày hôm qua mình cũng đã chia sẻ cho các bạn là dòng tiền có sự phục hồi. Hôm qua giảm điểm sâu, volume giảm, nhưng mà dòng tiền vẫn tăng. Thì đấy là cái dấu hiệu rõ ràng là nằm trong nội tại ấy, thì dòng tiền nằm sẵn trong thị trường vẫn luôn luôn quay vòng, đó là hai nhóm vừa và nhỏ vẫn tiếp tục tích cực, đúng không ạ? Rõ ràng thị trường hôm qua giảm có chủ đích, toàn là những cổ phiếu có vốn hóa lớn bạn đi giảm, nhưng mà nằm sâu bên trong thị trường thì dòng tiền vẫn vào, vẫn tích cực ở những nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Thì đây là cái dấu hiệu mà chúng ta thấy rõ ràng là trên rổ VN Index chúng ta hôm nay có sự đỡ lại rất là nhiều, và VN30 thì không tăng được nhưng mà VN Index của chúng ta đến cuối phiên tăng tận hơn 4 điểm, đâu đó gần 5 điểm. Thì đây là cái sự tích cực cho nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, dòng tiền vẫn tiếp tục nằm ở bên trong hai nhóm vừa và nhỏ này, tiếp tục xoay vòng. Những cái cổ phiếu, những nhóm ngành có dòng tiền vào thì dòng tiền lại vào những cái nhóm vừa và nhỏ. Ví dụ như trong cái phiên hôm nay thì bạn chúng ta thấy là dòng tiền chung của ngày hôm nay thì bạn thấy là dòng tiền phân bổ vào các nhóm ngành bảo hiểm có vào, bất động sản vẫn tiếp tục hưởng lợi, vẫn tiếp tục tăng tích cực. Và trong đó thì có sự hưởng ứng hơn một chút, đúng không ạ? Có sự góp mặt hơn một chút là ví dụ như là xây dựng này, thủy sản này, hay là vận tải có sự góp mặt tăng một chút. Nhưng mà ở đây tác động liên quan đến thị trường thì chúng ta không thể bỏ qua, đó chỉ là nhóm bất động sản hoặc là bảo hiểm, đúng không ạ? Có sự tích cực. Trong nhóm bất động sản có sự phân hóa rất là lớn, nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn thì hầu như là dòng tiền không ở đây, dòng tiền đang bị rút hay là không nằm trong nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, nó gọi blue chip đấy. Còn những cổ phiếu có vốn hóa nhỏ và vừa thì dòng tiền vẫn tiếp tục xoay vòng ở hai nhóm đấy. Vậy thì dòng tiền đang vào bất động sản và dòng tiền tập trung ở nhóm vừa và nhỏ,
Vậy thì chúng ta bây giờ chúng ta vẫn cứ đi lựa chọn những cổ phiếu vừa và nhỏ nằm trong nhóm ngành bất động sản thì sẽ dính đồng tiền vào. Thì sẽ dính cái dòng tiền vào tập trung ở nhóm nào và nhóm ngành nào, tập trung ở nhóm cổ phiếu nào. Thì đấy là cái cơ hội và đấy là cái câu chuyện mà chúng ta đi lựa chọn cổ phiếu theo dòng tiền đó là như thế các bạn nhé. Ví dụ như cái phiên hôm qua chẳng hạn, phiên hôm qua thị trường giảm sâu như thế nhưng mà rất là nhiều quý anh chị các bạn vẫn có lợi nhuận các bạn nhé. Chứ không phải là thị trường giảm sâu ví dụ như phiên hôm qua mà các bạn mất tiền đâu, các bạn không hề mất tiền. Là những cái cổ phiếu, những cái quý anh chị các bạn đang có tiền, đang có lợi nhuận phiên hôm qua còn nhiều hơn là phiên hôm nay đấy các bạn nhé. Thì đấy là cái câu chuyện mà dòng tiền vẫn vào, vẫn tạo dòng tiền cho quý anh chị. Thì dòng tiền vẫn đang phục hồi mà, rõ ràng dòng tiền nó sẽ vẫn tạo lợi nhuận cho quý anh chị. Thì đấy là cái câu chuyện mà hiện tại mình muốn chia sẻ cái dấu hiệu tích cực cho thị trường hiện tại, dòng tiền vẫn chưa rút khỏi thị trường. Cái mà mình lo nhất và cái lo nhất đó là mình thấy xuất hiện dòng tiền bị rút khỏi thị trường, thì đấy là cái câu chuyện mà khả năng nó sẽ có những cái dấu hiệu được gọi là tiêu cực ở một số những cái phiên tiếp theo. Nhưng mà có một số những cái phiên nó dao động rất là lớn như này và ba phiên hôm nay dao động rất là lớn, nhưng mà dòng tiền lại có dấu hiệu tăng mạnh nhất mấy cái phiên này. Tăng mạnh nhất mấy phiên này chứng tỏ rằng là ba bốn phiên cuối tuần này thì rõ ràng là quý anh chị các bạn đang có tiền chứ quý anh chị không hề mất tiền. Hay là một số những cái cổ phiếu mà đang tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư thì vẫn liên tục tăng, nhưng cái cổ phiếu đang mở ở TAP Pro thì các bạn vẫn thấy này vẫn tiếp tục tăng, lợi nhuận trung bình vẫn tăng. Rõ ràng là những cổ phiếu đang ở trạng thái tích cực nắm giữ, có tín hiệu nắm giữ, có tín hiệu mua thì vẫn đang tạo tiền chứ không hề mất đi chúng ta cái điều gì cả. Và dòng tiền này, dòng tiền có sự phục hồi và cái cổ phiếu tạo ra lợi nhuận hay lợi nhuận trung bình của các quý chị các bạn đang nắm giữ hay bạn vẫn có lợi nhuận tăng lên, thì đấy là cái câu chuyện tích cực cho thị trường thôi, không hề có gì quá là hốt hoảng tại cái thời điểm này cả. Thì theo quan điểm của mình hiện tại, nhận định chung của thị trường thì thị trường vẫn sẽ có cái lực giữ vững trên là 1380 điểm các bạn nhé, vẫn sẽ giữ vững trên này. Và trên VN Index và trên VN 30, trên VN 30 thì chúng ta nhìn thấy là trên rổ VN 30 thì cảm giác thì thực sự là hơi khó để vượt mức là 1500 điểm các bạn. Và thì trong cái phiên mà nó tích lũy ở đây bây giờ nó cũng không thể vượt qua được, hay là cái phiên hôm nay VN Index của chúng ta thì phục hồi nhưng mà VN 30 thì không thể phục hồi. Thì đấy là cái thực sự rõ ràng là VN 30 đang yếu hơn rất là nhiều VN Index. Ở cái video hôm qua ấy, mình cũng đã chia sẻ cho quý anh chị các bạn là phiên hôm qua giảm có chủ đích, thực sự là có chủ đích, nó không hề đơn giản. Vậy thì cái câu chuyện mà hôm nay các bạn thấy những cái số liệu thống kê liên quan đến tự doanh thì các bạn biết rồi, nhìn thấy rõ ràng đúng là người ta có chủ đích và người ta đã sẵn sàng giảm, là làm ra những cái trò này rồi. Thì các bạn mới thấy là cái phiên hôm qua thực sự là bạn thấy những dữ liệu này là đã khớp so với những câu chuyện mà hôm qua mình kể cho các bạn rồi đúng không? Như chúng ta đã thấy thì hai tháng quay trở lại đây thì đáo hạn phái sinh được gọi là cũng khá là êm dịu đúng không ạ? Không hề có cái gì xảy ra, nhưng mà đột đùng một cái thì tháng này nó được gọi là không được êm dịu. Thì thông thường những cái ngày đáo hạn phái sinh như này thì mình mặc kệ thôi, được gọi là mình mặc kệ, nó không đi theo, nó không tuân theo một cái quy luật nào cả, nó có một cái được gọi là sắp xếp sẵn hay là còn gọi là có chủ đích hết rồi. Nên là cái phiên đáo hạn phái sinh là mình, nếu đáo hạn phái sinh, nếu mà mình giao dịch phái sinh thì mình sẽ để ý rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái phiên đó mình không giao dịch phái sinh chẳng hạn, ngoạn thì lúc đấy phiên đó mình kệ thôi. Và cái phiên đó thông thường mình cũng sẽ không lấy cái số liệu đó để đi phân tích sang những cái ngày tiếp theo hoặc là những cái phiên tiếp theo, sang tuần tiếp theo. Ví dụ như cái phiên hôm qua giảm sâu là tận VN 30 của ta giảm tận 15 điểm, thì cái câu chuyện giảm 15 điểm đó mình không lôi ra là à, ui rồi thị trường hôm nay giảm 15 20 điểm, nó xấu cực kỳ, sang tuần nó không thể phục hồi hoặc là sang ngày mai không thể phục hồi, thì đấy là cái câu chuyện mà mình không lôi ra những như thế đâu ạ. Thì cái phiên đó thực sự nếu nó yên ổn thì nó kệ thôi, nó không có cái gì cả, nó diễn biến theo rất là một cái được gọi là bình thường. Tuy nhiên thì nếu nó bất thường hoặc là tăng bất thường và giảm bất thường thì đấy là cái câu chuyện mà các bạn không thể lấy cái phiên đó được gọi là để sang đi nhìn nhận sang các phiên tiếp theo. Ok, thì đây là một số những quan điểm và là những cái góc nhìn nhận về thị trường giao dịch hiện tại, nhận định về thị trường hiện tại tích cực hay là tiêu cực thôi, về quan điểm cá nhân các bạn nhé. Mình không khuyến nghị mua bán gì ở đây cả, mình chỉ là chia sẻ những cái góc nhìn về thị trường, toàn cảnh của thị trường để cho chúng ta có cái quyết định ok hơn, có cái quyết định đúng hơn cho toàn bộ thị trường sang tương lai tiếp theo thôi, đúng không? Xin cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi video đến thời điểm này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau ạ.